Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao Vũ Kim Hạnh, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ Quỳnh Thiên Trang. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre được thành lập theo quyết định số 761 ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, với số hội viên ban đầu là 80, đến nay là 114 hội viên. Thực hiện chức năng là cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước. Thời gian qua, Hiệp hội luôn tích cực và có trách nhiệm cao trong việc tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh cơ chế quản lý, điều hành của các sở ngành tỉnh, của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Hiệp hội tập trung thực hiện có chiều sâu, kế hoạch kết nối thông tin, các hoạt động giao lưu doanh nghiệp trong giới thiệu sản phẩm, khai thác thị trường, quảng bá thương hiệu và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, nêu cao đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, vận động doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng. Trong chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp tỉnh luôn đồng hành, phối hợp với các sở ngành tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền khởi nghiệp, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, do mới thành lập nên hiệp hội còn thiếu kinh nghiệm hoạt động, lại không có kinh phí hỗ trợ ban đầu, dẫn đến khó khăn về tài chính. Cán bộ làm công tác chuyên trách, am hiểu hoạt động hội còn hạn chế về số lượng lẫn chất lượng, chưa tương xứng với yêu cầu. Từ đó, chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp trong tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ có thu phí để có thể tự chủ tài chính và phát triển hoạt động của hiệp hội. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước năm 2030. Chủ trương phát triển tỉnh về hướng đông, phát triển 5.000 doanh nghiệp, trong đó có 100 doanh nghiệp dẫn đầu. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp tập trung trong thời gian tới cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi xin nêu mấy vấn đề để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhà quan tâm, nghiên cứu thực hiện trong thời gian sắp tới. Một là khẩn trương xây dựng, ổn định tổ chức, hoàn thiện điều lệ, xây dựng đầy đủ các quy chế để Hiệp hội hoạt động nền nếp, có hiệu quả. Hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các định hướng chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phát huy tinh thần doanh nhân gắn với chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức văn hóa kinh doanh. Ba là hướng dẫn hội viên các doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với kinh tế thị trường, yêu cầu hội nhập quốc tế và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế so sánh về đất đai, nguồn nguyên liệu, lao động, tăng cường phát triển nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ. Thứ tư là tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn có đủ năng lực về trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, vừa có tâm vừa có tầm, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tăng cường liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, cùng phát triển. Đội ngũ doanh nhân cần có ý chí, sự quyết tâm, tự tin, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ kiến thức quản lý doanh nghiệp phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập trong thời kỳ hội nhập thế giới. Năm là tranh thủ sự giúp đỡ của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các hội doanh nghiệp trong tỉnh, các tỉnh bạn và các hiệp hội khu vực để tạo nên sự liên kết chặt chẽ trong hoạt động, phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và cả nước, tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về thị trường, về hội nhập quốc tế,
tư vấn hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng hợp tác, liên doanh, liên kết mạnh mẽ hơn đối với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thứ sáu, chủ động đề xuất với cấp ủy chính quyền trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế, xã hội, các cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và tăng cường sự gắn bó giữa doanh nhân và người lao động. Đại hội đã hiệp thương bầu ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 25 thành viên, ban thường trực gồm 5 thành viên và bầu ông Trần Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre, làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.